Dạ con chào thầy. Dạ thầy ơi, con thấy trên bảng có chữ đồ re mi fa sol la si, vậy những chữ đó có nghĩa là gì vậy thầy? À, cái đồ re mi fa sol la si đó là tên nốt nhạc đó con, tên nốt nhạc. À dạ. Vậy thì ngoài cách viết đồ re mi fa sol la si như vậy thì mình còn cách nào để viết không thầy? À, bài này siêu học quá ha. Thì ngoài cái viết đồ re mi fa sol la si này thì người ta sẽ dùng bảng chữ cái Latin, người ta sẽ ký hiệu cái tên nốt nhạc. Thì lấy cái đỏ nha, thì viết nè. Bắt đầu là từ chữ A nha, à, từ nốt la này nè, nó là chữ A nè, chữ B nè, đó, rồi qua đây là chữ C, chữ D, chữ E, chữ F, chữ G, có nghĩa là có một số nước người ta sẽ đọc là đồ re mi fa sol la si, không có dấu nha, còn có một số nước thì sẽ dùng bảng chữ cái này và đặt tên, nhìn đây là A B C D A F G đó, đó là như vậy. Còn hỏi gì nữa không? Dạ vậy thầy có thể hướng dẫn cho con cái cách mà nhớ và đọc được các nốt nhạc này không thầy? À cái đó hả, cái này là đòi hỏi là phải tập trung nhiều lắm nha. Thì nói vậy thôi nó cũng dễ lắm, muốn đọc được nốt nhạc thì đầu tiên á là mình phải nhìn vào cái khuôn nhạc này nè. Phía đầu tiên á, phía bên góc bên trái của nó đây, chỗ này nó có xuất hiện cái gì, ví dụ như đây là thường chúng ta sẽ thấy là đây là cái này, đây là khóa son, khóa son này là khóa son 2, bắt đầu từ dòng kẽ số 2 có thấy là 1, 2, đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, đây là 5 dòng kẽ ha. Khóa son bắt đầu từ dòng kẽ số 2, cho nên cái nốt nhạc mà nằm ngay dòng kẽ số 2 này nè, đó là nốt son. Đó, thấy chưa? Rồi từ cái nốt son này, rồi sẽ lấy cái viết màu xanh nha, làm dấu nè, nốt son, đây son, xong rồi tới là la đúng không? La nó cao hơn, thì ngay chỗ này nè, cái nốt chỗ này là nốt la. Rồi cái viết này hết mực rồi, đợi thầy một xíu. Rồi đây ngay chỗ này là nốt la. Rồi tương tự như vậy, từ nốt la này chúng ta cao lên một chút xíu nữa là nốt si. Rồi nốt si cao lên một xíu nữa là nốt gì con? Nốt gì? Dạ nốt đô. Đúng rồi, cao lên nữa là đô, rất đơn giản ha. Rồi bây giờ thầy từ nốt son này đây mà thầy đếm thấp xuống nè, đếm chiều xuống là chiều này son, rồi thấp xuống một nốt cái chỗ này sẽ là nốt pha. Rồi nếu mà thầy thấp xuống một nốt nữa là nốt gì không? Nói gì? Dạ là nốt mi đúng không thầy? Đúng rồi, nốt mi. Đây thấp nữa là nốt mi, quá đơn giản luôn ha. Rồi mi nè, rồi thấp xuống một nốt nữa là nốt, là nốt rê. Đúng rồi, rê. Rồi thấp xuống một nốt nữa là nốt đô. Đúng rồi, thấp nốt lên đây là nốt đô. Đó, thì tương tự như vậy thì ta có thể là đếm những nốt nó thấp hơn, rồi người ta có thể là đếm những nốt cao hơn nữa. Nhưng mà muốn mà đọc nhanh, nhìn vô là biết nốt gì liền, thì chúng ta phải chịu khó là tập đọc nốt thường xuyên. Tập đọc nốt thường xuyên nha. Thầy ví dụ nè, bây giờ nha, thầy sẽ chỉ nốt nào cũng đọc nốt đó nha. Đô, đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Rồi đọc ngược lại, đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Ngày nào cũng đọc nha. Bây giờ nè, thầy sẽ chuồn nó giữa ở đây đó. Rồi bây giờ con đọc với thầy, đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đúng rồi, ngược lại, đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Rồi khó đúng không? Tập trung vô mới được nha, cái này phải tập trung mới được, còn không tập trung là không học được đâu. À nhưng mà tại sao chúng ta phải tập đọc nốt nhạc này? Vì khi mà chúng ta học nhạc á mà chúng ta không biết đọc nốt nhạc thì chúng ta tập luyện rất là khó khăn, rất là khó nha. Vẫn tập được nhưng mà khó, vì sao? Bản nhạc người ta viết ra mà mình không có đọc, mình không hiểu thì làm sao mà mình tập đàn được đúng không? Tập đàn tập hát được. Rồi bước cao hơn nè, giờ thầy chùa này luôn bôi nha, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha, thầy bôi nè. Rồi thầy chùa nó xong nè. Rồi bắt đầu nè, đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Rồi ngược lại, đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Rồi bây giờ
một bước này nó khó hơn nữa. Nhìn kỹ nha, thầy vẫn còn để trên này nè nha, vẫn còn để cái chữ trên này, chút thì chùi luôn rồi. Nốt này. Dạ nốt đô. Nốt này. Dạ là nốt mi. Mi. Nốt này. Dạ son. Nốt này. Dạ là si. Si, giỏi như ta. Nốt này. Dạ là son. Hay vậy đúng không? Nốt này. Dạ là nốt đô. Đô, rồi nốt này. Dạ là nốt đô luôn. Rồi đúng rồi, hai nốt này nốt đô luôn. Nhưng mà nốt đô này chúng thấy nằm phía dưới nè, gọi là nó là nốt thấp hơn. Còn nốt này là nốt đô mà nằm trên cao. Ở trên cao này thì mình hát nó cao hơn, mình đàn nó cao hơn. Còn nó cao như thế nào thì bài sau thầy sẽ hướng dẫn. Còn bài này chúng ta chỉ là nhận biết được nốt nhạc đô, rê, mi, fa, sol, la, si, đô. Và đọc ngược lại thì tương tự cái cách học này. Thì con về nhà, con sẽ tập đọc lên, đọc xuống và vô hết luôn, chỉ một nốt bất kỳ nào đó rồi chúng ta tập. Ngoài ra con có thể lập của bản nhạc ra, rồi con nhìn vào cái nốt nhạc đó, rồi con đối chiếu vào trong này để con tập đọc nốt nhạc. Rồi thì cái bài hướng dẫn mà nốt nhạc này nè, con cái chỗ nào con chưa hiểu không? Dạ con đã hiểu rồi thầy. Rồi thì con về con tập đọc nốt nhạc kỹ ha, có gì không hiểu thì hỏi thầy. Rồi thì chào con. Dạ con cảm ơn thầy.